thì em hôm nay thêm được một mẫu xe Fortuner đời 2013 số tự động, và em này một cầu với trang bị động cơ 1.27 biển Hà Nội nước sơn màu bạc nhé. Một siêu phẩm Toyota 450 triệu cho những bác nào đang quan tâm về một chiếc xe Toyota của em Hương ạ. Số tự động đẹp, nước sơn màu bạc đẹp, biển Hà Nội trần này các bác này, form dáng cực đẹp luôn. Gương kính tất nhiên là phải auto tự động rồi. Hôm nay thì em có khách đến xem và lấy xe tại chợ, tại showroom, nên là hơi bận một chút, nên em sẽ quay qua một chút nhé. Để khách hàng nào nhà mình đang quan tâm về dòng xe Fortuner thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Em sẽ quay qua nhưng mà cũng đầy đủ chi tiết cho mình để các bác có thể tham khảo về một mẫu xe 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động đẹp mang tên là Fortuner các bác nhé. Gầm bệ cao này. Bên cạnh chiếc xe Fortuner màu bạc số tự động này thì em còn một chiếc màu bạc, à màu đen nữa nhé. Màu đen sẽ là hai cầu số tự động và giá chỉ là 386 triệu thôi. Còn chiếc xe này là 450 triệu, đời 2013 số tự động. Đây ạ. Vâng, em quay luôn đây. Đấy các bác, ngồi quay luôn à. Đấy, gương kính là cụp chỉnh tự động cho em này. Dùng khóa khiển để điều khiển các bác nhé. Đó, 450 triệu cho những khách hàng nào quan tâm. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Quan tâm về dòng xe Fortuner của em Hương thì không thể bỏ qua đâu ạ. Nhìn xe nó cứng cáp đẹp lắm luôn. Đấy, chỉ cần đóng cửa thôi nó lại chốt rồi. Tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Xe trang bị đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn, màn hình giải trí này. Phía sau xe có cảm biến nên sẽ có phần tắt bật cảm biến nhé. Động cơ trang bị 2.7, 450 triệu 2013, một cầu số tự động đẹp. Đấy các bác nhìn này, đấy, gương kính là tự động cụp vào cho mình. Bác nào mà quan tâm về dòng xe Fortuner thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng. Và ngày mai thì em sẽ quay chi tiết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.